chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Hà Thanh, học sinh lớp 4A2, trường tiểu học Đình Bảng 2, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sở thích của mình là đọc sách. Còn mình là Nguyễn Anh Phong, học sinh lớp 4A2, trường tiểu học Đình Bảng 2. Sở thích của mình cũng là đọc sách. Từ xa xưa đến nay, sách vẫn luôn được coi là kho tri thức của nhân loại. Những kiến thức khoa học hay những ghi chép lịch sử, những tác phẩm văn học đều được lưu giữ dưới dạng là những cuốn sách. Sách giúp chúng ta học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích. Từ khi còn bé, em đã được nghe ông bà kể chuyện mảnh đất Bắc Ninh là nơi có một giỏ ông đồ, một bồ ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bảng nhãn. Lúc đấy em chưa hiểu gì nhiều, em chỉ nghĩ rằng Bắc Ninh ngày xưa là nơi có nhiều người đỗ đạt làm quan trong triều đình. Mãi sau này em mới được biết, ngày xưa để thi được đỗ tiến sĩ là rất khó, phải trải qua nhiều kỳ thi gắt gao. Người xưa không chỉ luyện tài mà còn rèn đức. Theo cách hiểu ngày nay là con người phải có đạo đức. Đặc biệt gần đây em có đọc cuốn sách Chuyện kể các trạng Việt Nam. Qua cuốn sách này giúp em học hỏi được nhiều điều bổ ích. Qua cuốn sách kể chuyện các trạng Việt Nam, em được biết thời phong kiến, nước ta đã có 180 năm khoa thi với 2.898 người đỗ đại khoa, nhưng chỉ có 47 trạng nguyên. Những vị đỗ trạng nguyên không chỉ là những người hay chữ như người xưa thường nói, mà còn có tài năng, đức độ. Trong đó có những tấm gương để cho chúng em học hỏi. Một trong những người em ngưỡng mộ nhất là trạng nguyên Nguyễn Quán Quang. Ông sinh năm 1222, không rõ năm mất. Nguyễn Quán Quang sinh ra trong một nhà nông nghèo. Cậu bé Nguyễn Quán Quang lớn lên mà không đủ gạo, tiền để theo học. Nhưng với bản tính vốn ham học, cậu bé thường lân la ngoài cửa lớp, nghe thầy dạy bọn học trò trong làng, học sách Tam Tự Kinh. Không có giấy, cũng chẳng có bút, cứ nghe lỏm được chữ nào. Cậu bé Quán Quang ngồi ngay trước sân, dùng gạch non viết chữ xuống nền gạch. Một hôm tan buổi học, thầy đồ chợt nhìn thấy sân nhà có nhiều nét chữ như rồng bay phượng múa. Thầy kinh ngạc và nói rằng đây mới chính là trò giỏi. Nói rồi thầy cho gọi Quán Quang vào lớp và thu nhận làm học trò của thầy. Nguyễn Quán Quang nổi tiếng thông minh, học một biết mười. Chẳng bao lâu, ông thông kinh, thuộc sử, ứng khẩu thành thơ, luận bàn việt đời, thông thái uyên thâm. Sau này, ông đậu trạng nguyên dưới thầy vua Trần Thái Tông. Ông chính thức là trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Khi đó, sắm Mông Cổ định xâm lược nước ta, chính ông đã thay mặt triều đình tiếp tướng giặc. Tài ngoại giao của ông đã khiến quân giặc đã hoãn binh để cho quân dân Đại Việt có thêm thời gian chuẩn bị. Điều đáng tự hào hơn, trạng nguyên Nguyễn Quán Quang chính là người con của quê hương Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chính ông đã góp phần dựng xây, vun đắp truyền thống hiếu học cho mảnh đất Bắc Ninh. Trên chính quê hương ông, nhân dân vẫn phụng thờ để ghi nhớ công lao một bậc danh tài của đất nước. Khi đọc về trạng nguyên Nguyễn Quán Quang, mà thật em thấy rất xúc động. Ông là tấm gương nghèo mà hiếu học, vượt khó. Hôm nay, chúng em đang sống trong điều kiện tốt hơn xưa rất nhiều. Vậy nên, em thấy rằng mình cần học hỏi người xưa, cố gắng học hành hơn nữa. Cũng ở cuốn Chuyện kể các trạng Việt Nam, có một tấm gương tài danh khác là trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo. Sớm nổi tiếng, thông minh, lầu thông sử sách từ khi còn trẻ. Ông đậu trạng nguyên năm 1683. Ông dẫn đầu đoàn sứ bộ nước ta, sứ nhà Thanh từ năm 1697 đến năm 1698. Ông đi sứ Thanh, Trung Quốc. Tài đối ứng của ông khiến vua Thanh phong Nguyễn Đăng Đạo là lưỡng quốc trạng nguyên. Nhưng với em, điều gây ấn tượng nhất ở Nguyễn Đăng Đạo
là tuy làm quan lớn, ông vẫn luôn gần gũi và thương dân. Do có công lao, Nguyễn Đăng Đạo được triều đình ban cho lộc là ruộng đất. Vốn tính liêm khiết, ông nhất mực từ chối không nhận. Vua và các triều thần nói mãi, ông xin lĩnh khu ruộng bỏ hoang để lau lách và cỏ dại, xấu nhất gọi là cánh đồng cầu vực. Sau đó, ông cho gia đình nghèo khó ra đó phát cỏ, cải tạo đổ làm thành ruộng cày cấy được. Khi đã trở thành khoảnh ruộng tốt, ông chia hẳn cho các gia đình. Có lần mất mùa, dân chúng quê ông đói khổ, làng xóm tiêu điều. Thấy vậy, ông liền viết thư về khuyên phu nhân phát tiền, gạo, cứu giúp người nghèo đói. Nhờ đó mà địa phương được qua bước khó khăn, làm vụ sau bội thu. Ông còn lấy tiền riêng của gia đình cho dân làm một chiếc cầu, có mái lợp để mọi người đi qua được thuận tiện và làm chỗ tránh mưa, nắng. Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo là người con của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc. Ông sinh ra tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du. Người dân thường gọi ông là Trạng Bịu bởi tên nôm của xã Hoài Thượng là Bịu. Cuốn sách giới thiệu các vị trạng nguyên nổi tiếng cả nước như Trạng Lường Lương Thế Vinh, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Mỗi câu chuyện về các ông trạng xưa trong cuốn sách kể chuyện các trạng Việt Nam để lại những bài học quý về tinh thần, ham học hỏi về nỗ lực vượt khó và đạo đức làm người. Tuy nhiên, khi đọc, em đã hiểu ra một điều rằng Bắc Ninh là nơi một mảnh đất bé nhỏ bé nhưng lại đóng góp cho đất nước nhiều bậc đại khoa, đỗ đạt cao trong triều đình. Nhiều người sau đó là những danh nhân của đất nước. Trong suốt thời kỳ phong kiến, Bắc Ninh có 674 người đỗ đại khoa, chiếm khoảng 1/3 số lượng cả nước. Số thi đỗ trạng nguyên là 47 người thì Bắc Ninh có 17 người, cũng chiếm khoảng 1/3 cả nước. Càng đọc, em càng thấy tò mò và thôi thúc em tìm hiểu về truyền thống hiếu học, truyền thống khoa bảng của Bắc Ninh. Bắc Ninh không chỉ có trạng nguyên đầu tiên mà còn có người đỗ khoa thi nho học đầu tiên dưới thời triều Lý là Lê Văn Thịnh. Khi còn nhỏ, cậu bé Lê Văn Thịnh đã ham học hỏi, thường thắp đèn học, đọc sách đến khuya. Mẹ thường phải giục mới đi ngủ. Nhờ thế mà khi mới 13 tuổi, cậu bé đã nổi tiếng về lầu thông kinh thuộc sử. Từ khi biết những tấm gương ấy, mỗi khi đến địa danh nào của Bắc Ninh, em cũng đều liên hệ xem mảnh đất ấy xưa kia gắn liền với sự nghiệp, cuộc đời của trạng nguyên tiến sĩ nào. Riêng ở thành phố Từ Sơn, nơi em sinh sống, có các trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh, Ngô Miễn Thiệu. Để hiểu hơn về tấm gương của người xưa, em đã từng đến đền thờ trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu ở Tam Sơn. Tại đây, em tiếp tục được nghe nhiều câu chuyện kể về trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu. Ngày nay, em thấy có nhiều bạn không thích đọc những cuốn sách về văn hóa, lịch sử, truyền thống. Nhưng qua cuốn sách Chuyện kể các trạng Việt Nam, em thấy rằng tìm hiểu về quá khứ giúp chúng ta có thêm nhiều bài học cho cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta thêm phần tự hào về quê hương và thấy rằng mình cần nỗ lực hơn nữa trong học tập. Mình cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi video đọc sách của mình. Xin chào tất cả các bạn!